Hoàng Vy xin kính chào quý vị đang đến với chương trình MV Breaking News Người Việt TV. Hôm nay là ngày thứ sáu cuối tuần, ngày 26 tháng 4, và kính chúc quý vị có một cuối tuần bình an. Thưa quý vị, Bank of America là ngân hàng lớn thứ hai ở Mỹ về giá trị tài sản. Mới đây họ đã đưa ra một cái báo cáo khá là u ám về tất cả đồng tiền ở Á Châu, trong đó là có đồng tiền của Việt Nam. Thưa quý vị, thì Bank of America đó dự đoán là 1 đô la Mỹ sắp tới đây vào cuối năm 2024 sẽ đổi được là 25.700 đồng tiền Việt Nam đó vào cuối năm 2024. Và báo cáo của ngân hàng này đã được hai trang tin như là CNBC, là những cái trang tin về tài chính đó, đã dẫn lại cái bản báo cáo. Thì họ nói là tiền Việt Nam đã bị mất giá từ đầu năm cho đến nay là khoảng 5% và sẽ mất giá từ tiếp tục mất giá từ đây cho đến cuối năm nữa. Đó là nhận định của ngân hàng Bank of America, là một trong những cái ngân hàng lớn nhất ở Mỹ. Và phân tích của ngân hàng này đưa ra lý do vì sao mà tiền Việt Nam bị mất giá, thì họ nói là thứ nhất á, về xét về yếu tố ở bên phía Mỹ, thì ngân hàng dự trữ liên bang của Mỹ là Fed á, chưa có hạ lãi suất, và rõ ràng là người dân Mỹ cũng đang rất là nóng lòng muốn cái việc giảm lãi suất phải xảy ra để cho cái việc mà mượn nợ, vay mượn nợ, mua nhà, mua xe, trả nợ tín dụng thì nó bớt đi. Nhưng mà bây giờ với cái chuyện mà chống lạm phát chưa có đạt được kết quả thì ngân hàng dự trữ liên bang là chưa có giảm lãi suất. Và cái yếu tố thứ hai khiến cho đồng tiền Việt Nam mất giá theo ngân hàng Bank of America thì họ nói là do những cái bất ổn chính trị của Việt Nam. Cái gì mà mới trong vòng hơn 2 năm mà Việt Nam đã mất hai chủ tịch nước, là cái chiếc ghế chủ tịch nước cứ bị thay đổi hoài, và cho đến nay quý vị đã biết từ lúc là ông Võ Văn Thưởng xin thôi không có ngồi ở cái vị trí chủ tịch nước nữa, thì bây giờ chiếc ghế này vẫn còn trống. Rồi ngày hôm nay, ngày 26 tháng 4, thì chắc là quý vị cũng đã biết là truyền thông cũng đồng loạt loan tin là ông Vương Đình Huệ, là chủ tịch quốc hội, cũng chính thức xin nghỉ và cũng đã được gật đầu cái rụp. Ở đằng sau những cái lùm xùm và những cái thị phi chung quanh cái chiếc ghế chủ tịch quốc hội, rồi chúng tôi cũng đã thưa tin với quý vị rất là nhiều rồi rồi. Nhưng mà rõ ràng với việc trong một cái thời gian ngắn ngủi mà vừa chủ tịch nước rồi vừa chủ tịch quốc hội mà ra đi như thế này, thì rõ ràng là chính trường Việt Nam đang rất là xôn xao và xính vính. Đó là nhận định của Bank of America. Họ cho là những cái bất ổn về chính trị của Việt Nam cũng tác động phần nào vào cái việc mất giá của tiền đồng Việt Nam là như vậy. Và cái nguyên do cuối cùng mà Bank America chỉ ra nói là khó khăn của ngành bất động sản đã làm tăng nhu cầu về đồng đô la Mỹ và vàng ở Việt Nam. Đó là những cái nguyên nhân chính. Thì trong khi đó, đó thì trên thị trường tự do hiện nay ở Việt Nam, thưa quý vị, thì 1 đồng đô la Mỹ đã đổi được là 25.700 vào ngày hôm 25 tháng 4 rồi, và có những cái thời điểm mình lên 26.000 cho 1 đô la Mỹ luôn. Và để kéo tỷ giá xuống đó thì theo báo chí trong nước cũng có loan tin thì ngân hàng nhà nước đã bán đô la Mỹ cả tuần nay, mà riêng trong 2 ngày 22 và 23 tháng 4 thì họ đã bán tới 350 triệu đô la Mỹ để tăng cung ngoại tệ cho thị trường. Và sau khi bán ra ào ạt một cái lượng lớn ngoại tệ như vậy thì theo dự tính là ngân hàng nhà nước vẫn còn nắm lượng dự trữ là khoảng từ 92 cho đến 93 tỷ đô la. Đó là câu chuyện đầu tiên liên quan về tài chính, về đồng tiền của Việt Nam từ cái bản báo cáo của ngân hàng Bank of America, là ngân hàng lớn thứ hai xét về giá trị của Mỹ. Câu chuyện kế đến chúng tôi muốn thưa với quý vị là quý vị nhớ cách đây khoảng 2 ngày, Việt Nam đã nói là những cái bản báo cáo nhân quyền của Mỹ vừa mới đưa ra là nó không có chính xác, nó dựa trên những thông tin không có chính xác, không có được cập nhật về tình hình Việt Nam. Trong đó, Bộ Ngoại giao của Mỹ đã công bố báo cáo nhân quyền của năm 2023, nói là chính quyền Việt Nam vẫn không có tiến bộ về nhân quyền và đàn áp xuyên quốc gia. Việt Nam phản đối về cái bản báo cáo này. Và trong một cái diễn biến khác, thưa quý vị, thì quý vị thấy là hàng loạt những cái tiếng nói bất đồng chính kiến hay là phê phán những cái vị quan chức vẫn bị bắt giữ. Cụ thể là ngày hôm nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Kiên Giang ngày 26 tháng 4 này đã quyết định là khởi tố rồi bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu,
46 tuổi với cáo buộc là lợi dụng quyền những cái quyền tự do dân chủ rồi vi phạm điều 331 của Bộ luật hình sự về chỉ trích những cái chức sắc cấp cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thì trên trang Facebook của ông Dương Hồng Hiếu á, thì người ta nhìn thấy là hình ảnh của ông Hiếu trong quân phục sĩ quan quân đội rồi có cả những cái quần áo dân sự khác, thì có những cái bài viết chỉ trích bài giảng của Thượng tọa Thích Chân Quang là trụ trì chùa Phật Quang ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì theo giới thiệu của Cổng Thông tin Phật giáo thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì ông Thích Chân Quang là Phó trưởng ban Kinh tế Tài chính của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, là một tổ chức tôn giáo thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong nhiều năm qua, vị sư này đã có nhiều bài giảng đăng trên mạng xã hội có nội dung gây tranh cãi nhiều vấn đề về xã hội, về cúng dường, về nhân quả. Thậm chí là có một cái phát biểu của nhà sư này mà gây tranh cãi nhiều nhất, đó là ông đã từng tuyên bố hành động chủ động tấn công ba châu của triều Tống ở Trung Hoa vào năm 1075 1076 cho là hỗn, vì Trung Quốc là anh còn Việt Nam là em, cho nên hành động này là hỗn. Đó là cái phát biểu đã từng rất là gây tranh cãi, và dư luận ở Việt Nam cũng đã từng bày tỏ rất nhiều ý kiến. Họ nói là cà sa đỏ là một mối họa của Phật giáo Việt Nam, có nghĩa là những vị đi tu đó, chân tu đó, nhưng mà khi mà khoác chiếc áo cà sa lên và có những cái phát ngôn, có những cái hoạt động về chính trị á, thì nó sẽ là một cái mối nguy và nó không còn là một tôn giáo thuần túy bình thường nữa. Thì đó là về Hòa thượng Thích Chân Quang. Trước trong một cái bài đăng một ngày trước khi mà bị bắt á, thì trở lại với ông Hiếu, ông đã từng viết trên Facebook một ngày trước khi bị bắt, ông bày tỏ cái sự tin tưởng vào các lãnh đạo Việt Nam như là Phan Văn Giang, như là Phạm Minh Chính, như là Trương Thị Mai và cả ông Tô Lâm nữa. Và báo chí nhà nước cũng cho biết là ông Hiếu đã từng được mời lên phường uống trà rất nhiều lần, rồi ông này cũng cam kết là không có viết nữa, không có nói nữa. Nhưng mà sau đó thì ông vẫn tái diễn cái hành vi vi phạm của mình, dẫn đến ngày hôm nay ông đã bị khởi tố bị can và bắt tạm giam, thưa quý vị. Đó là hai câu chuyện liên quan đến Việt Nam. Và trở lại với nước Mỹ, trong lúc mà dư luận mọi người ở Việt Nam quan tâm tới tình hình chính trị với cái chuyện là Việt Nam lao sao với hai trụ trong tứ trụ Việt Nam đang trống, như khi nãy chúng tôi vừa thưa, và hàng loạt các vụ bắt bớ về quan chức, ngày nào mở báo ra quý vị cũng thấy là các quan chức từ trung ương cho tới địa phương là bị bắt giữ rồi bị kỷ luật đảng là vì cái tội tham nhũng. Thì đó là câu chuyện về Việt Nam. Ở tại nước Mỹ đây thì người dân Mỹ cũng đang rất là quan tâm. Có hai cái câu chuyện mà họ quan tâm, đó là cái cuộc bầu cử tổng thống ngày càng đến gần, và câu chuyện thứ hai là những cái rắc rối pháp lý liên quan đến cựu tổng thống Trump. Chúng tôi có thưa với quý vị ngày hôm qua, ngày thứ năm, chỉ trong có một ngày thôi à, mà ông Trump gần như được xuất hiện theo một cái nghĩa nào đó ở ba phiên tòa khác nhau, trong đó cái phiên tòa mà nhiều người quan tâm nhất và bây giờ người ta vẫn còn bàn luận nhiều nhất, đó là tòa ở tối cao Pháp viện để trả lời câu hỏi là ông Trump có được quyền miễn truy tố về hình sự hay không. Ngày hôm nay, thưa quý vị, một lãnh đạo bên đảng Cộng hòa là ông thượng nghị sĩ Mitch McConnell, là lãnh đạo thiểu số tại Viện Thượng viện trong Quốc hội liên bang của Hoa Kỳ, khi mà được ký giả của NBC News hỏi ông nghĩ sao, ông có nghĩ là ông Trump được quyền miễn trừ hoàn toàn trong các vụ truy tố về hình sự hay không? Ông Mitch McConnell, quý vị biết là đây là nhân vật đã từng là đồng minh với ông Trump, nhưng rồi sau cái bầu cử 2020 thì cũng đã trở nên rất là căng thẳng trong cái mối quan hệ này. Ông Trump đã nhiều lần chỉ trích tấn công cả vợ lẫn chồng của Mitch McConnell. Ông Mitch McConnell trả lời như thế này. Ông nghĩ rằng là xét về một phương diện nào đó đó, thì tổng thống cũng phải nên được bảo vệ có một quyền miễn trừ ở một mặt nào đó tương đối, chứ nếu không thì tổng thống cứ ra hầu tòa suốt thì sao. Nhưng mà ông không nghĩ rằng là tổng thống được quyền miễn trừ tuyệt đối, đặc biệt trong những cái tội hình sự mà ông ấy đã phạm phải. Dĩ nhiên tôi, ý là ông Mitch McConnell nói, là không có đủ thẩm quyền để mà trả lời câu hỏi này,
Chúng ta hãy chờ tối cao pháp viện trả lời như thế nào về vấn đề này. Chúng tôi có nói với quý vị rằng tối cao pháp viện trả lời sao về việc ông Trump được quyền miễn truy tố về hình sự, thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến các vụ truy tố hiện nay, đang những cái rắc rối pháp lý đang bao lấy cựu tổng thống Trump. Và một ý kiến khác nữa thưa quý vị, đó là ông dân biểu Jamie Raskin, một thành viên bên phía đảng Dân Chủ và là ở Hạ viện. Ngày hôm nay ông cũng xuất hiện và được hỏi về vấn đề này. Ông chỉ trích rất là dữ dội cái hai ý. Ý thứ nhất là luật sư của ông Trump, như chúng tôi có thưa, ngày hôm qua trong lúc bị thẩm phán cấp tiến là bà Sonia Sotomayor, là thẩm phán đã từng được ông Obama bổ nhiệm đó, trong lúc mà bà dí luật sư của ông Trump đặt câu hỏi là vậy nếu như ông Trump mà sử dụng quân đội hay là để mà tiêu diệt đối thủ chính trị của mình hay là lật đổ chính phủ, vậy thì có được quyền miễn trừ hay không? Luật sư của ông Trump bị đặt một cái thế đã rồi, bị dí vô cái góc là lỡ nói là ông Trump phải được quyền miễn trừ trong tất cả mọi truy tố hình sự, thì cũng phải buộc vô cái thế và trả lời là có. Tổng thống phải nên được quyền miễn truy tố, dẫu cho bất kỳ đó là tội gì. Nhưng mà bà Sonia Sotomayor có đi đến một cái điều lo ngại. Bà nói là nếu như mà truy tố ông Trump á, thì bà lo ngại là đất nước sẽ ngày càng chia rẽ và ngày càng hỗn loạn hơn. Vì cái lo ngại này mà ông Jamie Raskin ngày hôm nay, ông nói là ông không thể đồng ý với tòa tối cao, với các vị thẩm phán lại lo ngại điều đó. Vậy thì tổng thống nào cũng vậy, có thể gây ra bất kỳ tội gì, trong khi dân á, thì bị xử, mà tổng thống á, thì được quyền miễn trừ. Đó là chuyện mà không thể chấp nhận được ở trong nước Mỹ. Jamie Raskin đi đến quan điểm mà còn xa hơn, nói là ông nghĩ là tòa tối cao bây giờ nên dời cái trụ sở về ngay chính cái headquarter, là trụ sở chính của đảng Cộng Hòa toàn quốc thì hơn. Đó là một cái vấn đề vẫn đang gây tranh cãi hiện nay thưa quý vị. Trong khi đó, cựu Tổng thống Trump ngày hôm nay ông vẫn phải tham dự phiên tòa, phải nói một phiên tòa, phải nói nó rất là lạ lùng và cũng rất là đặc biệt. Tưởng là nó là một phiên tòa tưởng như không, nhưng cuối cùng lại là phiên tòa truy tố hình sự đầu tiên đối với ông Trump. Đó là vụ trả tiền bịt miệng cho cô đào Stormy Daniels. Vào sáng đầu ngày trước khi mà bước vô để mà dự phiên tòa, thì ông Trump đã nói với ký giả trước cái buổi tòa đó. Ông nói là lẽ ra ngày hôm nay ông không phải ở đây đâu, mà ông cũng không phải là đi vận động tranh cử. Lẽ ra ngày hôm nay là ông phải ở Florida. Ông sẽ phải ở, nên ông nên ở bên cạnh người vợ của mình, là cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump. Bởi vì ngày hôm nay là sinh nhật lần thứ 54 của bà cựu đệ nhất phu nhân. Và ông nói là cái điều đó thì nó ý nghĩa hơn là nhiều, hơn là tôi lại bị mắc kẹt trong cái phiên tòa quỷ ám như thế này. Và ông Trump cũng nhân tiện chỉ trích tiếp tục nữa chánh án Juan Merchan đang xử cái hồ sơ này, là một chánh án mà quỷ ám rồi bị tham nhũng, bị mua chuộc, bị lũng đoạn, bị có quá nhiều những cái mâu thuẫn về quyền lợi. Ông Trump nói rằng bà Melania đang ở Florida và sau cái buổi tòa chiều hôm nay chắc chắn là ông sẽ bay về Florida để ở bên cạnh người vợ, để chúc mừng sinh nhật vợ của mình. Bà Melania một lần nữa, năm nay 54 tuổi thưa quý vị, ở hai vợ chồng Trump lấy nhau từ năm 2005, và có một cái chi tiết đặc biệt là bà đã không hề xuất hiện bên cạnh chồng của mình trong bất kỳ một cái phiên tòa nào, nhất là cái phiên tòa đang xét xử vụ trả tiền bịt miệng cho cô đào Stormy Daniels như thế này. Và nhân nhắc về phiên tòa, xin cập nhật với quý vị một chút về những gì xảy ra vào sáng ngày hôm nay. David Pecker, người sáng lập ra tờ tạp chí lá cải National Enquirer, như chúng tôi thưa là đã 3 ngày liên tiếp phải bước lên bục nhân chứng, và ngày hôm nay đã đối diện với luật sư của ông Trump trong cái màn là chất vấn đặc biệt. Luật sư của ông Trump cố gắng bằng những cái cách đặt câu hỏi để cho David Becker phải thừa nhận hai điều. Thứ nhất là Michael Cohen, người mà bị cáo buộc cho rằng là đã đứng ra trả tiền cho cô đào Stormy Daniels và sau đó được ông Trump trả tiền lại đó. Và đây chính là nguồn cơn mọi rắc rối của cựu tổng thống đó. Bên luật sư của ông Trump đang muốn chứng tỏ rằng Michael Cohen đôi khi làm quá lên, bản thân Michael Cohen tự làm quá lên, làm trầm trọng lên mọi vấn đề mà không phải là có cái sự điều khiển hay sự ra lệnh của cựu tổng thống Trump.
Chi tiết thứ hai là luật sư của ông Trump muốn David Pecker phải thừa nhận, và thực tế ông ấy đã thừa nhận rồi, những cái bài báo mà đưa ra những cái thông tin bất lợi cho những đối thủ chính trị của ông Trump á, ví dụ như là Hillary, rồi ví dụ như là Marco Rubio, như là Ted Cruz trước cái thềm bầu cử năm 2016 á, nếu như mà không có chuyện ông Trump đứng ra để mà giao kèo với David Pecker để mà trông ngóng tất cả những tin gì mà tiêu cực cho ông Trump thì viết, hoặc là tung những cái tin mà bất lợi cho đối thủ của ông Trump, nếu như không có cái chuyện giao dịch đó thì sao? David Pecker đã thừa nhận tại tòa hôm nay là ông ấy vẫn sẽ tiếp tục đăng tải những cái bài viết như vậy, là bởi vì nó có lợi cho cái business của cái tờ báo. Và David Pecker cũng nói là có cái câu chuyện mà cái người gác cửa ở Trump Tower đã từng nói là ông ấy có cái thông tin là ông Trump có con rơi con rớt á, nếu như mà cái câu chuyện đó mà thực sự có thật á, David Pecker cũng sẽ đăng cái câu chuyện đó dù là ông Trump có muốn hay không. Và luật sư của Trump đã thành công trong việc là đẩy ông David Pecker tới cái nhận định này. Rồi luật sư của ông Trump cũng chỉ ra là có một số cái mâu thuẫn trong cái lời khai của ông chủ tờ báo National Enquirer. Ví dụ như trong cái cuộc thẩm vấn của FBI năm 2018, thì David Pecker có nói về cái chuyện là đã từng gặp ông Trump, cũng như trong cái cuộc gặp đó đó thì có cả cựu giám đốc FBI là Comey, rồi ông Mike Pompeo. Nhưng mà trong cái phiên tòa của lần này nè, thì David Pecker nói là ông Trump đã từng đứng ra cảm ơn tờ báo vì đã có cái sự kết hợp để mà giết hết những cái thông tin tiêu cực và gây bất lợi cho chiến dịch tranh cử của ông Trump. Luật sư của Trump nói tại sao trước đây không khai chi tiết này mà bây giờ mới khai, để muốn chứng minh với bồi thẩm đoàn rằng đôi khi cái sự xác tín trong lời khai của ông David Pecker là nó không ổn, nó không phải hoàn toàn là đáng tin cậy. Đó là những gì xảy ra ở phiên tòa mà cử tri Mỹ đang rất là quan tâm và theo dõi, thưa quý vị. Chuyển qua một tin tức khác liên quan đến một cái việc bắt giữ và truy tố phải nói cũng hết sức lạ lùng diễn ra ngay tại California đây, và ngay tại quận hạt Kern của California. Người bị bắt giữ không phải là một dân thường mà là một chính trị gia phải nói là cao cấp, thưa quý vị. Đây đã từng là và đang là giám sát viên của quận hạt Kern của California, và cũng là từng đại diện cho ông Kevin McCarthy, bởi vì Kevin McCarthy, cựu chủ tịch hạ viện trong Quốc hội liên bang của Hoa Kỳ, cũng là một thành viên bên phía đảng Cộng hòa ở tiểu bang California. Có một cái tình tiết rất là đặc biệt, nhân vật này có tên là Jack Skinner, thưa quý vị. Thì vào tối ngày thứ ba đó, khi giới công lực nhận được cuộc gọi báo là phải đến nhà của nhân vật này, là bởi vì đang có những cái tín hiệu cho là nhân vật này đó là muốn tự sát và có những cái cuộc bạo động xảy ra, thì đầu tiên là đến là chỉ để ngăn cái chuyện tự sát mà thôi. Nhưng mà theo cái cuộc họp báo của cơ quan công lực vừa tổ chức vào sáng ngày hôm nay, họ nói rằng khi họ đến hiện trường á, thì thấy ở chính trị gia Cộng hòa này là ông Jack á, là đang trong cái tình trạng là tâm lý rất là bất ổn, rồi có vũ khí, có súng ống ở nhà. Nhưng có một chi tiết đặc biệt, ông Jack bị đâm hai vết, và hai cái vết dao bị đâm đó thì nó không có ảnh hưởng đến tính mạng của mình, nhưng ông bị đâm bởi chính những người con của ông. Ông Jack có hai người con trai và hai người con gái, thưa quý vị, và lý do mà ông bị đâm là bởi vì ông có cái hành vi quấy rối tình dục với đứa con của mình, một trong những người con của mình. Đây là thông tin theo sở cảnh sát của Kern County của California đã công bố như vậy và được một loạt những cái hãng truyền thông đã dẫn lại. Tuy nhiên trong cái cuộc họp báo đó thì người đứng đầu cuộc điều tra nói là họ vẫn sẽ tiếp tục điều tra để tìm hiểu nguyên nhân. Họ không nói rằng nạn nhân mà bị ông giáp tấn công đó là con trai hay là con gái của ông ấy, nhưng có vẻ như hai cái vết dao đâm là do các đứa con nó đâm người bố của mình để mà bảo vệ lẫn nhau. Ở thời điểm xảy ra vụ án này thì bốn đứa trẻ đang ở cùng với ông bà ngoại của mình, không có người mẹ. Mẹ của ông Giác, xin lỗi,
Vợ của ông Zach là đã xin đơn ly dị vào năm 2023, và từ đó những cái bất hòa cũng xảy ra. Và bây giờ ông Zach, một thành viên ở bên phía đảng Cộng Hòa và đã từng là giám sát viên của quận hạt Kern của California, hiện nay đang bị bắt giữ và cuộc điều tra vẫn đang tiến hành, thưa quý vị. Đó là câu chuyện xảy ra ở Cali. Câu chuyện cuối cùng chúng tôi muốn thưa với quý vị là về chuyến đi của ông Ngoại trưởng Mỹ, ông Antony Blinken, đã đến Trung Quốc trong 3 ngày vừa qua. Quý vị biết là trong chuyến đi này, mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc cũng đã xuống mức thấp nhất, mặc dù cả hai đều đang nỗ lực kéo nó lên, làm tan băng, và rằng họ vẫn khẳng định là Mỹ và Trung Quốc vẫn cần có nhau. Trong chuyến đi này thì Antony Blinken đã bày tỏ những cái khác biệt rất là lớn đối với bên Trung Quốc và đề nghị là Trung Quốc hãy cùng hợp tác. Ví dụ trong cái cuộc chiến tranh Nga và Ukraine, đừng có tiếp tục hỗ trợ cho Nga tấn công Ukraine nữa, nếu không Mỹ sẽ đưa tiếp những cái lệnh trừng phạt sanction sắp tới. Đó là một trong những cái lời cảnh báo. Có một cái chi tiết ngày hôm nay mà chúng tôi đọc được là Antony Blinken cũng có cảnh báo với bên Trung Quốc chớ can thiệp vào cuộc bầu cử của Mỹ. Dẫu rằng tháng 11 năm ngoái, khi mà ông Tập Cận Bình đã có cái cuộc gặp gỡ với ông Tổng thống Biden ngay tại California đây, ông Biden đã từng chỉ thẳng và cảnh cáo một lần rồi, không có được can thiệp vào bầu cử của nước Mỹ. Tập Cận Bình có hứa ngọ ngọ sẽ không có can thiệp vào bầu cử và ngọ không có những cái chính sách mà can thiệp vào cái nền chính trị của nước nào hết á. Hai bên đã có cái sự cam kết lẫn nhau, nhưng cuối cùng thưa quý vị, ngày hôm nay Antony Blinken kể lại trên đài CNN rằng là Mỹ đã tìm thấy rất nhiều những cái bằng chứng mà Trung Quốc đã can thiệp vào bầu cử của Mỹ vào năm 2024 sắp tới đây. Chúng tôi cũng đã gửi đến quý vị thông tin là những cái tổ chức nghiên cứu đó về bầu cử, họ nói rằng có những cái trang mạng xã hội mà những cái nhân vật đại diện cho Trung Quốc á, thay vì muốn ca ngợi về Đảng Cộng sản Trung Quốc trước đây, họ thấy là không có FV, không có xi nhê đối với cử tri Mỹ. Bây giờ họ đổi chiến thuật, họ xóa hết những thông tin đó và họ đăng những cái thông tin ví dụ như là chỉ trích ông đương kim tổng thống là một tổng thống ấu dâm, rằng đương kim tổng thống đang có những cái hành động mà phá nát nước Mỹ. Bằng cách đó đó, cái sự tương tác của những cái tài khoản này nó được nhiều hơn. Và ông Ngoại trưởng Antony Blinken có nói rằng đã cảnh báo Trung Quốc trong cái chuyến đi này rằng không nên có bất kỳ một cái hành động can thiệp bầu cử nào hết. Trung Quốc dĩ nhiên là chối, nhưng Mỹ không phải là nước duy nhất mà cảnh báo Trung Quốc về điều này. Chính Canada, thưa quý vị, trong khoảng vào tháng 3 cũng đã đưa ra cái lời chỉ trích đối với Trung Quốc là cứ tiếp tục những cái hành vi chống phá và can thiệp vào bầu cử nước này. Đó là cái tin tức cũng rất là quan trọng trong cái mối quan hệ mà cả thế giới đang nhìn vào, đó là Mỹ và Trung Quốc. Để khép lại bản tin ngày hôm nay, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.